Tướng xinh đẹp. Rồi chào chị Mỹ nha. Sao giờ này ra ngồi đây rồi? Tính là mở đường bụi tre. Mở đường bụi tre hả? Mở lộ hả? Mở gì? Mở gì? Mở chỗ này đi vô đường này cho nó dễ. Chỗ, chỗ này sao đi được? Chỗ này sao đi gai không hả? Chị gai sao đi? Cái đường bên kia thấy nó trống trơn nó sao không đi? Đi bên kia mà nó bước lên bước xuống nha. Mình mập mạp. Khó khăn ha. Mệt. Mệt hả? Chiếc xe của chị hay sao? Chị chạy nè. Ôi ôi. Siêu xe nhiêu hả? Chiếc siêu xe hả? Chiếc xe hả? Ừ. Điện này nghe nói... của ông anh hả? Giá ông đi chạy nè. Chuyện qua nghe nói với nói chuyện với ông chồng rồi phải không? Người yêu hay gì? Không nói đâu. Ở cái bè vậy hả? Cái bè Tiền Giang hả? Cần Thơ hay gì không? Các bạn Cần Thơ. Không có tên gì bữa này? Không có tên gì, ông Năm gì đó. Năm gì? Năm thư viên hả? Năm thư viên gì? Bây giờ ông đang trên đây nè, nói chuyện với ông coi. Nè, ông đang coi chị á, nhắn gửi cho ông nè. Hello. Nhắn ông đi. Thấy em sao anh Năm vậy đó? Anh Năm sầu viên. Năm thư viên. Hỏi anh còn khỏe được không? Anh còn khỏe được không? Anh khỏe. Ừ, hỏi tiếp đi, hỏi tiếp. Ổng khen nói sao chị Mỹ đẹp gái quá nè. Anh kêu ổng rước đi đi. Ừ, rước về nhà ở luôn ha. Khỏi ở bụi lùm nữa. Trời ơi. Trời ơi. Rước đi đâu? Rước về về vô Sầu Viên. Vô Sầu Viên hả? Ừ. Đó, chịu này không? Chị nhóng đi. Chị nhóng đi. Hỏi anh khỏe không? Hỏi anh khỏe không? Anh khỏe không? Khỏe, đây khỏe không? Khỏe. Hỏi anh còn chín chắn không? Đi lông sông vậy? Dạ, mà là ở đây nè, ở chỗ bên đây nè. Mà không, người ta không cho mượn điện thoại. Rồi, tới chưa? Tới chỗ nào rồi? Gần tới rồi. Cái đi. Mì gió. Không vợ không cái anh kìa. Không. Mì gió luôn. Hùng đi. Hùng đi, hùng 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 cái. Hỏi anh yêu khỏe không? Trời ơi. Nói hùng minh hơn quá à. Khỏe không còn cứng nữa, giữ dặn chứ. Hỏi anh yêu khỏe không? Ông đang chở vợ không ạ? Không phải, em á. Em gái chứ không phải vợ. Hỏi anh yêu khỏe không? Hỏi đi. Anh khỏe không? Khỏe. Honey khỏe không? Hỏi em vậy, em ở đây mình buồn quá à. Giờ tối nay anh lại đây đi. Có cái chỗ chạy sẵn rồi nè. Cái này hả? Chỗ chạy sẵn rồi. Thái cờ lại ha. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Nói niệm rồi em để sẵn rồi. Nói cho ông biết đi. Nè em để sẵn rồi. Trời ơi, đập đẻ luôn hả? Nói nằm tại bụi tre luôn. Có máy lạnh luôn. Gần tới rồi. Rồi vô rước đi rồi đó. Bây giờ rước đi là phải không? Trải nghiệm đó. Rồi cho cảm nghĩ đi. Vô trải nghiệm. Trái tim sẵn rồi. Lẹ vô. Vậy là người đó em gái hả? Ừ, em gái. Trải nghiệm rồi. Có mấy người này cho mình tỏ tình được trời. Trời ơi. Bây giờ đâu. Không biết nếu bây giờ tỏ tình sao nói em nghe coi. Nói tỏ tình nữ rồi. Nói em nghe coi. Nói đi. I love you. Hay gì nữa? Còn sao nữa? Ngoại gì? Trời ơi! Ngoại này luôn, biết tiếng Trung Quốc luôn. Rồi sao nữa? Giờ tỏ tình chị đi ha. Rồi giờ kêu lát ca nói nha. Ca cho gửi cho ông Phúc rồi, cho ông nghe, ông đang coi nè. Ca gửi cho ông Phúc. Rồi ca đi. Em đứng kế bên anh không nói một lời, rưng nước mắt hoàng hôn ngơ ngác trong tim, bao nỗi đau sầu đôi mắt hoàng thâm lặng chết trong tim, anh không thể phủ tình em. Quê hương có bạn có đôi,
trầm bóng vui tươi, khúc nhạc ân tình quyên ương đặt mãi trong lòng người, là thủy chung gắn bó quyên ương đặt mãi trong người. Nhảy được không? Không biết nhảy. Múa. Không biết múa luôn. Hát con cổ. Hát cổ. Ừ. Múa con cổ rồi. À, cá chợ có hồi nào già năm nay bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo là chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Ra bờ sông như hàng lứa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn. Mà tình em mong người ơi, con nước trôi cho dòng sông lấn lờ. Cái xe này chạy bằng gì chị? Bờ sông chạy bằng xăng, người ta chủ cái xăng là cho xăng gì hả? Dạ, bờ sông anh hẹn với em chào hỏi mai mốt đây anh đem cao trầu nhờ người xe duyên tình ta. Em chớ lo thêm buồn, anh sẽ thưa cùng mẹ cha. À, hết thủ rồi. Quá dữ. Rồi nhỏ tay vô đây. Leo lên chiếc xe coi đi leo lên nổi không. Leo ngồi coi. Đây là siêu xe của chị Mỹ nha. Trời ơi có vỏ pháp y đó kìa. Chị Mỹ đi đứng rất là khó chị. Xe này của ai cho hả? Xe này thứ dữ à. Đạp có cần chạy không? Chạy. Đâu đạp coi. Để đạp gì? Để đạp. Ơi. Từ đâu chạy lên đây ở rồi trời. Gịch giá. Gịch giá chạy lên. Rồi được rồi, đừng có đuôi lủng xe kia, đừng có siêu xe làm sao. Ồ. Oh. Nó không hiểm đâu. Ô oh, đề luôn. Không được công an nó không dám đó. Chạy vô máy đi, chạy vô trong bụi lụm nó đi. Sao cười vậy? Vui không? Vui không? Cười ra. Anh nào cũng là cái. Thôi ơi. Cười ra, cười ra. Cười cười tươi ra, cười giòn ra. Cười duyên á, đúng rồi.